Các bác nhá, hân hạnh chào đón các bác đã quay lại với YouTube của Tân Ánh Ngọc Ánh, Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Như hình ảnh trước mắt các bác đang quan sát thì hôm nay shop em sẽ lên và giới thiệu cho các bác một cái mẫu mũ cao bồi. Đấy, mũ cao bồi để bảo hộ bắt ong mật này, bắt ong khoái và thăm ong nuôi ong mật. Một cái mũ cao cấp, cực kỳ là đẹp. Này, mời các bác theo dõi cả clip em sẽ giới thiệu chi tiết về nó. Các bác cố gắng theo dõi đến cuối cả clip nhé. Em sẽ thông báo cho các bác cái giá công khai và chia sẻ thêm với các bác là có cả quà tặng cho các bác luôn khi các bác mua cái mũ cao bồi này nhá. Và các bác nào mà mới xem kênh của em ấy, chưa đăng ký thì các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký nhá, bấm vào chuông thông báo để các bác nhận được những thông báo mới nhất về kênh của em. Và đồng thời các bác cho em xin một like để ủng hộ video nhé. Thì cảm ơn các bác và các bác theo dõi. Cái mũ này ấy, gọi là mũ cao bồi các bác nhé, mũ cao bồi bảo hộ bắt ong. Các bác nhìn cái kết cấu chung của nó này, đấy, xoay chiều kia ra, xoay tròn như vậy đúng rồi. Phía mặt cái sau này ấy, là lưới hình mắt cáo, đấy, lưới may lưới dày hình mắt cáo, màu gọi là màu cỏ vàng vàng úa nhá, vàng úa này. Những cái đường mà lưới giáp với nhau ấy là có may cả một cái vải này để chống nó bị sộ, chống chống bong đầu ấy, chống bong đầu các bác nhé. Hình cái mũ thì là giống như mũ cao bồi ở trong những cái phim hành động của Mỹ ấy. Đây, chất liệu ở trên bằng những cái sợi cứng này đan thành ô thoáng này. Với cái ô thoáng này ấy, thì là ong sẽ không chui qua được và nó có độ dày. Với ong mật, nọc ong cắm vào đây thì cũng không với tới phía trong được nhé các bác nhé. Đấy. Thế còn phía trước thì sẽ là lưới màu đen. Đấy, trước mặt lưới màu đen để cho nó tàn hình, để cho các bác quan sát nó được dễ, được trong. Còn về phía dưới nữa là có viền chun. Viền chun này, viền chun này cũng được bọc bằng vải này, xong mới lại may vào lưới, chứ không phải là chun luồn vào trong lưới đâu các bác nhé. Thế còn vành ở dưới này, vành giữa này nó bằng kim loại, bằng kim loại này. Còn vành trên này thì chỉ là vành của mũ không thôi, không có lớp kim loại ở phía trên đâu, không có lớp kim loại ở phía trên, chỉ có kim loại ở phía dưới này thôi. Và cái kết cấu dưới này ấy, thì sẽ có hai dây, hai dây này cũng là dây thun giãn và có cái móc vào móc ra này, có độ tăng giảm này để cho các bác quàng vào lách để nó ôm kín nhé. Thế đây điển hình các bác quan sát bên người mẫu của em đã mặc, đã đội sẵn đây này, đội sẵn đây này đây nha, thấy không? Đấy. Khi các bác kéo xong lách ngoằng cái này vào. Cái này thì có thể một số lô hàng thì nó sản xuất móc phía trước, còn một số lô hàng này sản xuất móc phía sau thì cái đấy không ảnh hưởng nhiều nhé. Nhưng mà cơ bản là cái dây chun này nó sẽ kéo cái đai này ôm sát vào phần vai cho các bác, ôm vào phần vai luôn đấy, phía ngoài của cổ áo, phía ngoài cổ áo nhé. Nên là không quan trọng cổ áo, các bác có mặc cổ áo tròn vẫn được, không cần phải áo có cổ, áo phông tròn cũng được, áo thun tròn cũng được nhé. Đấy, áo thun tròn cũng được luôn. Nó sẽ siết ở phần bả vai này thì là nó căng khá là chặt. Cái này thì tùy vào cái độ vai, các bác có thể là tăng giảm cái dây cao su này, hay tăng giảm cái dây cao su này. Đây nhìn sơ thì các bác đã biết cái cách đội rồi. Thế các bác tháo ra thì tháo móc người ra và gỡ ra thôi. Và ở trên này ấy, nó hỗ trợ cho mình cái dây, cái quai luôn đấy. Đây, các bác có thể thắt quai này. Các bác thắt cái quai này này. Cái quai này xuống dưới cằm của mình. Nha, các bác thắt cái quai mình, cái quai đó xuống dưới cằm của mình. Thì nó sẽ chống được gió thổi bay, chống gió thổi xô luôn. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Thế đây là cái mẫu mũ cao bồi cho các bác bảo hộ bắt ong. Thế còn trên này có dòng chỗ là Zonan Dio này, như một số lô hàng này có dòng chỗ là Made in Taiwan này, cái gì đấy thì cái đấy là tùy từng lô đấy các bác nhé. Thì đây cảm ơn các bác đã theo dõi đến cuối clip. Em xin được báo giá công khai và cái mũ này cho các bác nắm được nhé. Cái mũ này ấy, giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 bao phí luôn, bao phí luôn. Và sẽ có tặng kèm cho các bác một cái đôi găng tay đặc biệt này này. Đôi găng tay đặc biệt, hàng này là hàng găng tay nhập khẩu từ Manai. Ở đây. Cái này ấy, để cho các bác làm ong mật thì gọi là vô tư luôn, chống ong đốt xiên cho các bác luôn đấy, mà độ bền cực là cao. Đấy. Tặng cho các bác cái đôi găng tay này, đôi găng này trị giá nó vài chục nghìn đấy, nhưng mà em sẽ tặng cho các bác đi kèm với cái mũ này. Rồi các bác hãy nhanh tay bốc điện thoại lên và alo theo cho bên em theo số điện thoại mà em ghi ở dưới góc dưới màn hình nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé.
Chúc các bác sức khỏe và nhiều thành công nhá. Xin chào.